Thân mến, hôm nay mình xin giới thiệu một cái siêu phẩm, đó là khóa Việt Nhật. Cái khóa này thì nếu các bạn mua ở đường Viễn E, thì mình hay mua đường Viễn E, nó có một cái đường Trần Cung ấy, nó có một cái cửa hàng, có một dãy cửa hàng đi những cái khóa này, và họ bán rất là đắt. Nhưng mà nếu các bạn vào Metro Megamall ấy, thì các bạn sẽ mua được cái khóa Việt Nhật này với cái giá rất là rẻ, đây có 70.000 thôi, và lại còn bao gồm thuế nữa, thuế VAT. Và các bạn sẽ được khấu trừ là 10% thuế VAT và 25% thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của nhà nước mới. Đấy, nếu các bạn trang bị cho công ty các bạn. Đấy, như thế. Thì đây tôi xin mở hộp này. Đấy. À, trước hết là sẽ đọc xung quanh nội dung nha. Đây là loại khóa cao cấp này của Việt Nhật nhá. Lock 60. Bảo hành 2 năm cơ mà. Đấy. Và có ký hiệu là Lock 60. Không có gì khác cả ngoài vỏ. Bên trong thì không có hướng dẫn sử dụng đâu, anh em yên tâm. Mở hộp này. Đấy, ở đây là cái khóa rất là to. Bình thường nếu các bạn mua khóa này ở ngoài nhá là phải hơn 100 đấy. Nhưng mà đây là khóa Việt Nhật này rất là to này. À, nó có một cái lót giấy. Rồi chúng ta cho lại trong đây. Và có ba cái chìa đi kèm. Đấy, trông rất là xịn sò. Ở đây là đánh thương hiệu Việt Nhật này. Đây là ghi là cái gì đây? Hardened, tức là cái loại này là cực kỳ cứng đúng không? Tức là đã được cứng hóa rồi. Đấy, ở dưới này cũng là được mạ sơn màu vàng. Đây chắc là cái phương pháp sơn phun thôi, hoặc là mạ phương pháp mạ tích điện. Đấy, ít cái chìa khóa nào mà nó cái phần này cũng mạ luôn, đúng không? Đây có một cái lỗ để mở khóa. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cái khóa này thì ứng với cái gì? Ví dụ những cái cửa sổ, những cái cửa sắt như này. Đây tôi lấy ví dụ. Những cửa sắt như này chẳng hạn. Đó thì chúng ta có thể khóa nó lại. Sử dụng cái khóa này và vừa khít cái lỗ này. Đó. Cái loại khóa thông thường này, tôi vừa mới hàn cái cửa này. Cái cửa này hàn này. Mất khoảng 2 tiếng thì xong cái cửa sắt này. Đó, bao gồm cả khung này, cả cửa này. Đó. Và tất cả các mối hàn khác, đúng không? Đây là sắt tận dụng rồi các bạn. Đó, thì là mất 2 tiếng đồng hồ bao gồm từ cắt sắt này, hàn sắt này. Thực ra chỉ mất 1 tiếng thôi nhưng mà do là chỉnh đi chỉnh lại thế cho nên là mất khoảng 2 tiếng. Đó, thì cái cửa này được đấy. Và ra nhà rất là chắc chắn, nếu mà sơn vào nữa thì thôi rồi. Đó, thôi rồi chắc chắn. Ok. Thì chúng ta sẽ và như vậy là gì, kết luận là cái khóa này mà mua trong Metro Megamall ấy với giá bán buôn, thường là Metro Megamall là gọi là Mega Market Thăng Long ấy, bây giờ đổi thành như vậy thì nó là rất là rẻ, giá rất là phù hợp, mà chúng ta còn được khấu trừ thuế nữa nếu chúng ta có công ty là 10% VAT, 25% thu nhập doanh nghiệp. Như vậy chúng ta được khấu trừ khoảng gần 35% thì cái khóa này nó chỉ có giá khoảng 40.000 thôi. Đó, cho nên là thường các cái doanh nghiệp mà họ bán cửa hàng tạp hóa ấy, họ bán lẻ cho người dân thì họ được lợi cái thuế này. Đó, ok các bạn. Thế mong các bạn là thành công với chiếc khóa này. À, bảo vệ an toàn ngôi nhà các bạn. Xin cảm ơn.